Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn hai cái mẫu ghế gập ngả có trượt tới trượt lui và có tựa đầu, một loại tựa đầu điều chỉnh và một loại tựa đầu liền, dạng như kiểu là ghế thể thao đấy. Hai mẫu ghế này thì có kích thước là tương đương nhau, vừa với lại người lớn ngồi cũng được, trẻ con ngồi cũng được. Tầm 80kg trở xuống là có thể ngồi vừa cái ghế này. Thì sau đây thì em sẽ đo một số cái kích thước để cho khách hàng có thể mua về, ngoài việc lắp vào cái xe mới dựng ra thì có thể lắp vào những cái dòng xe mà ô tô của hãng đấy, thì các bạn có thể mua về và ráp vào được. Cái ghế này nó rất là rẻ cho nên là đối với những cái ô tô đời cũ ấy thì mua về chế vào cũng dùng tạm được. Còn đóng xe mới thì rất là ngon. Thì một số các cái kích thước như sau. Đối với cái ghế dòng thể thao này thì nó có ghế bản rộng là 43-44cm. Cái ghế bên tựa đầu điều chỉnh này cũng tương đương đấy. Kích thước ngồi của cái ghế thể thao này thì lớn hơn một chút là 43cm. Còn kích thước ngồi của cái dòng ghế bình thường này là 40cm. Cái chiều cao lưng tựa của cái dòng ghế thể thao là 70cm. Của cái dòng ghế có trượt rút trên cái đầu này cũng khoảng 70cm hoặc thấp hơn. Đấy, có thể điều chỉnh cái con trượt này xuống bằng cách bóp vào như này và tì xuống cái này xuống. Đấy, thì tì xuống nó sẽ xuống như thế này. Đây là cái mặt trước của cái ghế. Mặt sau của ghế thì màu đen. Da của nó thì cũng tương đối là ổn. Như mình đánh giá thì cái chất lượng da này cũng khá là tốt. Đấy, thì đây mình xé ra các bạn nhé. Một chút, vì cái dòng này là ghế mới cho nên là mình đây, chất lượng da là cũng tương đối. Đối với cái dòng ghế mà dưới 1 triệu thì cái da nó chỉ tương đối thôi chứ không thể nào là ngon được. Bởi vì như các bạn đi bọc da thì các bạn cũng biết rồi. Để có một cái da ngon ấy, thì nó cũng rơi vào mấy trăm nghìn một bộ cơ. Thì đối với cái này dùng tạm là tương đối. Cái dòng ghế này nó vẫn lắp trên những cái dòng ô tô điện của Trung Quốc. Đấy. Dùng rất là ổn. Nó bố trí trên những cái dòng xe gọi là 100 triệu trở xuống là khá là ổn. Còn đây là mình sẽ đo kích thước phần đáy trượt và gập của nó. Đây là cái chức năng khóa trượt này. Đấy, mình chỉ cần kéo này là cái ghế sẽ gập vào như thế này. Đây, nó có thể ngả ra 180 độ được và gập lại. Đây là cái kích thước phần đáy của nó. Cái kích thước bề ngang đây các bạn nhé. Cái kích thước bề ngang của cái ray là 27cm này. Đấy, kích thước của cái lỗ này là 23,5cm. Đấy là cái lỗ để bắt bu lon xuống dưới cái khung xe ô tô ấy. Đây, từ đây sang đây là 23,5cm nhé. Còn cái lỗ từ trước về sau ấy của nó là 28cm. Đấy, 28cm. Hai cái ghế này thì đều giống nhau thôi. Cái kích thước phần đáy này đều giống nhau. Đây, phần ray trượt này đều giống nhau. Đây, và phần ray trượt này là giống nhau này. Kích thước ốc ngang đo ngang là 23,5. Kích thước ốc tim ốc đo từ đằng trước về đằng sau là 28cm. Đấy, cả hai loại này thì đều có trượt gập. Trượt thì các bạn lâng cái cần lên. Đấy, thì nó có cái khóa ở đây. Đấy, thì khi các bạn ấn cái cần như này
thì cái khóa này nó sẽ mở ra. Mở cái khóa này ra thì các bạn có thể trượt cái ghế lên về trước về sau khoảng 15-20 cm gì đó, rất là thoải mái, dễ điều chỉnh thôi. Đấy, còn khi các bạn ngả thì các bạn có thể ngả hết cỡ bằng cách là tì lưng vào cái ghế và kéo cái cần này lên. Đây, khi ngả là các bạn có thể ngả hết như thế này được. Đấy, đây là ghế ngả. Cái này thì rất là dễ lắp đặt thôi, nó có bố trí phần ray ở đây rồi. Đây là phần lỗ bắt ốc đây này, đây là cái lỗ này, thì các bạn bắt cái ốc vào đây là vặn cái khung rồi. Đấy, hiện tại thì bên em có hai cái mẫu ghế như này, thì các bạn mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983 818 955. Đấy.